Rồi, đề bài cho như sau, cho tam giác ABC nè, đường BD là đường cao nè, được chưa ạ? Đường CE là đường cao. Câu A chứng minh A E hả? D nội tiếp đường tròn. Khi nội tiếp đường tròn có rất nhiều cách nha các bạn. Khi bạn nhìn vào đây nè, cách thứ nhất nè, góc này bằng bao nhiêu ạ? 90 độ. Đó. Góc này bằng bao nhiêu ạ? 90 độ. Hai góc này đối diện nhau nè, được chưa? Thì hai góc đối diện cộng lại bằng 180, suy ra bốn cái điểm này nội tiếp đường tròn, được chưa? Vậy mình xét nè, xét tứ giác A E H D thì ta có điều gì ạ? Ta có góc A E H bằng 90 độ, được chưa? Mở ngoặc ra lý do CE vuông với lại AB. Còn bạn nào không biết thì các bạn có thể ghi ở đây chữ giả, giả thuyết. Tiếp tục HDA bằng 90 độ. Lý do BD vuông với lại AC. Không biết thì các bạn ghi giả, giả thuyết. Được chưa? Mình suy ra được rằng hai cái góc này cộng lại bằng bằng bao nhiêu ạ? Hai góc này cộng lại bằng 100 180, bằng 100 180. Được chưa? Vậy suy ra bốn điểm A, E, H, D nội tiếp đường tròn tâm O. Được chưa? Mở ngoặc ra hai góc đối diện cộng lại bằng 100 180. Đó là cách thứ nhất nha các bạn. Cách thứ nhất chứ không phải là cách cố định nha. Cố gắng hình học có rất nhiều cách, bạn muốn dùng cách nào là quyền quyết định của bạn nha. Được chưa? Vậy bốn điểm này nội tiếp đường tròn tâm tâm O. Có nhiều bạn người ta sẽ xét gì ạ? À? Một cách hai luôn, cách hai nha.